Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục Bạn đọc, nghe, thấy và viết của Tuổi Trẻ Online, một người Mỹ đã viết như sau. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đã dọn đến Việt Nam sống nhằm tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi khá bất ngờ khi thấy một bộ phận những bạn trẻ Việt tiêu tiền hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu, hàng ngoại mà chẳng dùng đến là bao. Tôi có người bạn mua giày để đánh quần vợt, hiệu đắt tiền, và thường xuyên mang nó mỗi khi ra đường, dù anh ta không hề biết đánh quần vợt. Trong khi đôi giày thể thao mua vài năm trước của tôi đã sờn, nhưng vẫn còn đi được, nên tôi cũng không màng đổi đôi mới, nói chi đến chơi đồ hiệu. Tôi còn biết một bạn trẻ Việt sẵn sàng bỏ ra 750 đô, đặt mua một chiếc iPod để chơi game online. Một người quen mua TV màn hình thật rộng để có cảm giác xem phim tại nhà như quảng cáo, nhưng căn phòng không đủ rộng nên anh ta ngồi cách màn hình không đầy 1 mét. Theo quan sát của tôi, xe cộ và điện thoại di động được người Việt chịu chi tiền nhiều nhất. Nhiều người trẻ đua đòi mua iPhone để khi ngồi quán cà phê Wi-Fi có thể lên mạng chat với bạn bè vào Facebook. Một số gia đình khá giả chấp nhận đóng thuế nhập khẩu cao để rinh về một xe hơi đắt tiền, nhưng rốt cuộc chỉ để chưng trong nhà. Lấy đâu ra chỗ chạy trên đường cho một chiếc xe to kền, có thể đạt vận tốc cả 100 cây số một giờ. Hàng hiệu đối với một số người Việt Nam như là một cách giúp làm thay đổi giá trị con người. Họ sẵn sàng chi gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần bình thường cho một sản phẩm hàng hiệu chỉ để người khác nhìn họ một cách trầm trồ, nể phục. Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, còn nhiều người ăn xin, nhiều trẻ em bán hàng rong trên đường kiếm vài đồng lẻ để lo bữa ăn qua ngày. Điều này thật trái ngược với những người sẵn sàng vung hàng ngàn đô la để mua những sản phẩm chỉ dùng 1-2 lần rồi bỏ xó. Tôi chỉ mong các bạn trẻ biết trân trọng tiền bạc, cân nhắc trước khi mở hầu bao để đồng tiền bạn làm ra được sử dụng cách thiết thực nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tâm lý xài hàng hiệu là một trong những biến tướng khác nhau của một căn bệnh, đó là bệnh chuộng hư danh, bệnh sĩ, đang rất phổ biến trong đại bộ phận người dân trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Với quan niệm giá trị con người gắn liền với đồng tiền, họ tin rằng hàng hiệu có khả năng thay đổi giá trị con người và giúp nâng giá trị của mình trong cái nhìn của người khác. Vì thế, họ ra sức đầu tư tiền của vào những trang bị xung quanh mình như quần áo, laptop, điện thoại, và xem việc dùng hàng hiệu như một khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội. Rõ ràng, những đầu tư đó không hề đem lại giá trị thật, vì giá trị thật sự của con người nằm ở thái độ sống và cách cư xử của chúng ta đối với mọi người. Trong thực tế, người ta đã bắt gặp không ít hình ảnh các chàng trai, cô gái trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng lại vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng, lười lao động, cư xử bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa. Và dĩ nhiên, lúc bấy giờ, những đôi giày hay quần áo đắt tiền mà họ đang sở hữu trên người chẳng thể góp phần làm giảm đi những ấn tượng xấu trong lòng người khác vì những hình ảnh phản cảm mà họ đã gây ra. Thực ra, chính tiêu chuẩn đánh giá của xã hội cũng góp phần tạo nên căn bệnh chuộng hư danh, sính hàng hiệu. Trong một xã hội mà người ta quý trọng nhau bởi cái hình thức bên ngoài,
thấy người sang bắt quan làm họ, ưa thích sự giả dối. Người dân không được giáo dục để biết tôn trọng giá trị thật và hướng tới những giá trị thật, thì làm sao con người trong xã hội đó có khả năng miễn nhiễm với bệnh sĩ, bệnh hư danh? Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã viết: Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thế đã không nhận lãnh? Chỗ khác, Ngài viết tiếp: Những ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao, tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao. Tự hào trong Chúa chắc chắn không phải là sự tự hào dựa vào giá trị của vật chất, vì Chúa chỉ chấp nhận và đề cao những con người có tinh thần sống đơn sơ và khó nghèo mà thôi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban phòng cho chúng con một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nhưng xin Chúa, hãy cho chúng con biết sử dụng những phương tiện sống của mình một cách đơn sơ, khiêm tốn, vì xung quanh nơi chúng con sống vẫn còn rất nhiều những cảnh đời nghèo khổ, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng vẫn không được no cơm, ấm áo. Xin cho chúng con hiểu rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa và có giá trị khi chúng con biết chia sẻ, biết cho đi, chứ không phải là sở hữu được nhiều vật chất của cải của cuộc đời này. Amen. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở.